Xin chào quý vị. Tiểu bang Cali đã gia hạn bảo vệ cấm đuổi người mướn nhà cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2021. Để được bảo vệ dưới luật này, người mướn nhà phải đưa thông báo cho người chủ nhà trong vòng 15 ngày là họ đã bị ảnh hưởng tài chính vì COVID-19. Thêm nữa, người mướn nhà phải trả ít nhất 25% của tiền nhà hoặc 25% của tiền nhà đang nợ từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2021. Người chủ nhà phải có trách nhiệm để đưa cho người mướn nhà thông báo. Thêm nữa, người chủ nhà cũng có thể đưa ra tòa để xin tiền bồi thường cho những tháng mà người mướn nhà không trả tiền nhà. Dưới luật này, người mướn nhà có thể tham gia vào chương trình xin hỗ trợ tiền mướn nhà nếu như người mướn chủ nhà cũng không muốn tham gia. Thêm nữa, hai cái chương trình này là của tiểu bang và của quận hạt. Chương trình của tiểu bang là chương trình COVID-19 Rental Relief Program và chương trình của quận hạt là Santa Clara County Homelessness Prevention System. Nếu như quý vị có câu hỏi về hai chương trình này, xin quý vị vào trang mạng sccrenthelp.org hoặc gọi 211 để biết thêm chi tiết. Hoặc quý vị có thể gọi vào Bộ Di cư của thành phố San Jose, số phone là 408-975-4480 hoặc email rsp@sanjosea.gov. Xin cảm ơn quý vị.